Khi mà em đến gặp anh ấy thì một buổi chiều tối muộn rồi nhà anh nhỉ? Khi mà em bước chân đến đấy là em có cả hai ý rồi. Có thể là mình sẽ được học nhạc mà không mất tiền nữa luôn ấy chị. Có thể là mình sẽ được học nhạc mà không mất tiền nữa luôn ấy chị. Thế là hai đứa thời điểm đấy thì Tiến cũng là ăn chay, xong rồi nấu ăn một bữa rất là hạnh phúc. Thế và cái gì nó diễn ra thì nó đã diễn ra trong mình cái hôm đó. Chay, dạ. Mình ăn chay mình phải ngủ mặn. Đúng rồi. Nêm nếm cho nó đủ gia vị. Đúng rồi, nêm nếm gia vị được rồi chứ. Có ngủ mặn chưa? Dạ. Anh mặn chằn luôn. Nhưng mà khi gặp bạn Linh thì mình thấy là có vẻ như đời mình sẽ khó được bình yên đây. Anh cầu là bây giờ là anh muốn cái tình yêu của anh nó như thế nào, anh cầu như thế thì nó sẽ được sự thật luôn. Thế là em đến em cầu thật. Cầu xong là về chờ hoài cũng không có. Lộ Lộ và Minh Quân chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Love Wins Vì Yêu Mà Cưới. Và hôm nay chương trình rất là vinh dự khi được đón cặp đôi rất nổi tiếng. Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả cũng như là chị Lộ Lộ và anh Minh Quân. Em xin được giới thiệu em là Linh Linh ạ. Linh Linh dễ thương ha. Okay. Nhưng mà trước đây khoảng một tháng về trước khi em còn hoạt động nghệ thuật ở ngoài Hà Nội, thì em có tên là Lê Linh. Lê Linh. Và đây là người luôn đồng hành cùng với em trong mọi mặt trận. Xin kính chào quý vị, chào bạn Quân, chào Lộ Lộ. Mình là Lê Tiến. Bây giờ nói sao nữa nhỉ? Linh giới thiệu hết rồi. Hai người là ca sĩ đó mọi người, cho nên thôi bây giờ để bắt đầu chương trình thật sớm, giống như mở màn một đài nhạc hội. Mời hai người cùng hòa thanh hòa giọng. Em với cả anh Tiến xin được hát tặng mọi người một đoạn của bài Thuyền Hoa đi anh ha. Của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Okay. Cho nó có không khí đám cưới. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta sức hội vui. Trên sông dài thuyền hoa sáng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Tại vì em biết bạn này là bởi vì cái khả năng giả thanh của bạn rất là đỉnh luôn. Mình đã hồi nãy đã giới thiệu về quê quán. Chưa, em thì em sinh ra và lớn lên tại một vùng núi của tỉnh Thanh Hóa. Ở quê em thì toàn người dân tộc Thái sống với nhau thôi. Sau khi đi ra Hà Nội học đại học thì em bắt đầu quen anh Tiến. Có anh Tiến là anh người Hà Nội hả? Không, Tiến thì là người Thái Bình. Cho em hỏi là anh Tiến với cả Linh là quen nhau bao lâu rồi ạ? Hành trình của bọn em thì cũng được khoảng 11 năm ạ. 11 năm rồi hả? Trời ơi, Tiến hả? Và anh ấy cũng xin tiết lộ với tất cả mọi người là anh ấy cũng là giáo viên của em. Ồ, vậy hả? Dạ, giáo viên dạy nhạc của em. Tôi rất là sợ những cô còn học trò. Hồi xưa em cũng đi làm giáo viên đó. Nhưng mà xui, không có ai quen. Ôi, tỏa nào. Học trò sợ lắm. Rồi hai anh có nhớ lại cái ngày đầu tiên mình gặp gỡ nhau không ạ? Trước đó thì em có quen anh Tiến qua một blog dành cho những người ở trong giới LGBT ở ngoài Hà Nội. Em biết là anh Tiến là một giáo viên dạy về âm nhạc. Thế là em có xin để gặp anh ấy. Khi mà em đến gặp anh ấy thì một buổi chiều tối muộn rồi nhà anh nhỉ? Gặp nhau bởi vì mình muốn gặp một giáo viên dạy nhạc thôi. Hay là mình gặp người trong mình cũng có ý ạ. Khi mà em bước chân đến đấy là em có cả hai ý rồi. Có thể là mình sẽ được học nhạc mà không mất tiền nữa luôn ấy chị. Sao mình không nghĩ cái chiêu đó sớm hơn vậy? Ấn tượng về nhau của anh Tiến với cả Linh. Em thấy anh Tiến là một người khá là gầy về để đầu cua. Em cảm giác là khá là ghê. Nhưng mà sau khi tiếp xúc và nói chuyện xong rồi thì em thấy rằng đây là một trái tim rất là ấm áp. Lúc đấy là một buổi chiều tối. Lúc đấy là lớp thì cũng tan rồi. Tiến thì đang ngồi chơi đàn, Linh bước vào thì mình thấy đấy là một cái hình ảnh của một cái cậu rất là trẻ. Trong tâm khảm của Tiến nghĩ là mình sẽ muốn gặp một cái bạn nhiều tuổi hơn một chút, có một cái ngoại hình cũng bình thường thôi. Bởi vì lúc đấy là mình cũng nhiều tuổi rồi, mình cũng vấp pháp, mình cũng va vấp và mình cũng sóng gió rồi, thì mình muốn là một cái cuộc sống nó thật là hiền hòa, thật là bình yên. Nhưng mà khi gặp bạn Linh thì mình thấy là có vẻ như đời mình sẽ khó được bình yên đây.
Khi mà gặp em xong rồi thì rất là nhiều sóng gió. Và cái linh cảm của mình đúng. Trong suốt hành trình 11 năm thì bọn mình gặp rất là nhiều sóng gió. Cho em hỏi anh Tiến là sau bao lâu từ cái ngày gặp gỡ đấy thì mình chính thức hẹn hò? Em nghĩ là ngày hẹn hò đầu tiên cũng là ngày gặp đầu tiên luôn ấy. Khi đó bắt đầu ở cái chỗ trường học của anh Tiến xong, anh Tiến có dẫn em đi bộ từ cái chỗ trường của anh Tiến ra đến bờ hồ. Sau đó bọn em đi khắp các con phố cổ ngoài Hà Nội và anh Tiến lại rủ em đi ra ngoài Hồ Tây. Khi mà bọn em đi dọc suốt cái con đường thanh niên ở trên Hồ Tây, em nghĩ đấy là một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội. Lộ có thể tưởng tượng ra cái đấy không? Rất thơ mộng và lãng mạn để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng mà mình mất khoảng bao nhiêu thời gian để đi hết con đường đó? Cái giây phút gặp đầu tiên chắc là cũng khoảng tầm 5:30-6 giờ tối. Khi mà bọn em kết thúc cái hành trình đấy thì cũng vào khoảng 5 giờ sáng. Hà Nội với Tiến thì nó đẹp nhất là ban đêm. Bất kỳ là một mùa nào, xuân hạ thu đông thì nó cũng đều đẹp nhất về ban đêm. Nó rất là huyền diệu, nó rất là bí mật và nó rất là che chở, nó rất là vuốt ve, bởi vì mình cũng là người có nhiều tâm sự. Thế khi gặp Linh thì lúc đấy là hai thầy trò nhỉ. Dạ. Thì là đi chơi thôi, đi khám phá, bởi vì thực tế là lúc đấy là Linh cũng mới ở trong núi ra. Chân núi mà. Linh là đúng là sống trong một cái thung lũng. Núi đúng dạ, thế đúng đấy. Rồi. Đúng nghĩa là Linh là một bạn dân tộc mà sống trong một cái vùng thung lũng, em là người nó cách biệt hẳn với người Kinh luôn. Thì khi đó là Linh ra Hà Nội gần như Linh chưa biết gì, đường còn chưa biết đi, không biết sang đường, đường còn chưa biết sang. Lúc đấy thì trời rất là tối và rất là đẹp. Em nghĩ đó cũng là ước mơ của em, bởi vì cái ngày mà em bước chân ra Hà Nội ấy, lại cũng là một buổi chiều thu rất là lãng mạn, và em ước nếu như một hôm nào đó em có thể ở lại nguyên đêm trong cái bờ hồ này để em thưởng thức cái vẻ đẹp đấy. Và không ngờ là cái anh Tiến tặng cho em món quà đó. Thật sự tập này em chỉ muốn ngồi nghe thôi, bởi vì em đang giống như là đang nghe một bài văn tả vậy đó. Kiểu mình đang ngồi ở trên một cái thuyền, xong rồi có hai người vừa chèo thuyền vừa kể chuyện cho mình nghe. Cái kiểu như thế đấy. Đến 4-5 giờ là mình đi đâu nữa? Quay về chỗ ngủ của chỗ Tiến làm việc. Dạ. Và lúc đấy thì hai đứa ăn sáng rồi chợp mắt được một tí thôi. Sau đó thì Tiến sẽ phải làm việc luôn. Cũng không kịp làm gì nữa. Có hôn gì chưa? À hôn thì có rồi chứ. Những cái buổi hẹn hò đầu tiên bao giờ cũng phải check in tí nhở, xem cái cảm giác của hai bên thế nào. Yeah. Thì lúc đấy là trên cái con đường thanh niên, bên này là cái hành lang của Hồ Tây, bên này là cái hành lang của Hồ Trúc Bạch, có những cái hàng si già rất là đẹp. Tiến đi bên cạnh Linh trong những cái khoảng thời gian mà nó rất lãng mạn và nó bình yên và nó im lặng như tờ, bởi vì lúc đấy là tầm 3-4 giờ sáng. Hồ Trúc Bạch là chỉ có những người họ đi đánh cá đêm, gõ những cái tiếng gõ và những cái con thuyền để đuổi cá, và thỉnh thoảng thì nghe những cái tiếng lá rơi sóng sạt. Trời thì lất phất mưa phùn, thì Tiến mới nói là cho phép anh được nắm tay em. Thực ra là lúc đấy cái cảm xúc nó ngay cái lúc đầu tiên gặp Linh thì mình nghĩ là thực ra là bạn này là mình sẽ đẩy ra, chỉ là đi chơi với nhau thế thôi, chứ còn mình sẽ đẩy bạn này ra. Bạn trẻ thôi, mình đến tận 14 tuổi. Một cái thế hệ rất xa. Thế nhưng mà khi nói chuyện với bạn ấy thì mình nghĩ là đây chính là cái tâm hồn mà mình cần trong suốt một cái đêm hai đứa đi với nhau. Bởi vì là thực tế là Tiến và Linh là đều là những người đi tìm một cái tâm hồn hơn là đi tìm một cái gì đấy khác. Lúc đấy là Tiến tầm 32-33 tuổi, thì Tiến chưa gặp một cái tâm hồn nào mà nó hòa nhịp được với mình nhiều đến cái mức như thế. Nhưng mà đang kể về nụ hôn mà anh. Không, thì lúc đấy là không, lúc đấy thì Tiến xin phép là kể dài một tí, là lúc đấy thì Tiến mới quyết định cái việc là mình sẽ đến với bạn này. Thì lúc đấy là mới xin phép là cầm tay Linh đi một đoạn, xong rồi đến một cái gốc cây si già trước tiệm bánh tôm Hồ Tây, có cái rễ nó chùm xuống rất là đẹp, mà trời thì đang mưa, những cái giọt mưa đó nó tí tách nó rơi như này. Thì mình với Linh đến dưới cái gốc cây đấy, lại xin phép Tiến tới và cái dài hơn cho anh được hôn em. Thật ra nếu như mà ở dưới cái khung cảnh đấy á, mình muốn vồ vập cũng không được. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ nó phải thật là thơ. Thật ra mọi người không phải ai cũng có tâm hồn thơ hết đâu ạ. Nhưng mà thật sự bởi một tâm hồn sôi thịt đang ngồi ở trước mặt. Không, no. Em rất là lãng mạn thưa quý vị nha. Và em rất là thích lãng mạn. Nhưng mà ngược lại người yêu em thì không thích điều đó. Nhưng mà là chiều chiều theo người yêu thôi. Có thể là nói chung là vậy đi. Ok, thì tới khi nào thì coi như là hôm đó là chính thức quen đi. Yeah. Tới khi nào bắt đầu là thầy trò mới có mà. Anh hỏi đi. Đến thế rồi mà còn bắt anh à. Ok. Yeah. Ok, là khi nào thì mình bắt đầu là có những cử chỉ thân mật hơn và những tiếp xúc thân mật hơn. Chắc là cũng sau hôm đấy luôn nhỉ anh nhỉ? Cũng lâu quá ha. Thực ra thì anh thấy dễ hiểu mà. Vâng. Khi mà hai cái tâm hồn nó hòa nhịp với nhau rồi thì tất cả các việc khác nó chỉ là nhanh hơn. Vâng. Khi mà em gặp anh
tiến xong ấy thì em cảm giác như là một cái người mà mình gặp đã lâu rồi ấy. Em không cảm thấy có những cái sự bỡ ngỡ hay là những bọn cái sự ngại ngùng nhiều. Không còn khoảng cách sau cái ngày đấy nữa. Nhưng mà lúc đấy là Linh là một cậu học sinh mới ra trường, mới từ trong Thanh Hóa ra, thì vừa ở trọ cách Hà Nội cũng phải mười mấy cây, đi là toàn đi xe buýt thôi. 14 cây. Thế mà Tiến thì ở trong trung tâm thành phố. Thế là ngay ngày hôm sau thì Tiến có đến thăm Linh, thì đến một cái nhà trọ rất là tình toàn, đúng là rất là sinh viên mà năm một mà nhà lại nghèo nữa, đập vào mắt Tiến là một cái sự ấn tượng, vô cùng ấn tượng, nó rất là giản dị và sạch sẽ. Thế là hai đứa thời điểm đấy thì Tiến cũng là ăn chay, Linh thì cũng chẳng có gì ăn đâu, chỉ có các bạn có tin không, Linh chỉ có mỗi cơ gạo ở quê gửi ra, xong rồi cũng chỉ ăn nước mắm với lại ăn rau củ thôi. Thế là hai đứa cũng chỉ đi chợ mua đậu, mua rau các thứ, xong rồi nấu ăn một bữa rất là hạnh phúc. Hôm đấy trong bữa cơm chay đúng không? Đúng rồi, trong một cái căn phòng rất là hạnh phúc. Thế và cái gì nó diễn ra thì nó đã diễn ra trong cái hôm đó. Mình ăn chay mình phải ngủ mặn. Đúng rồi. Nêm nếm cho nó đủ gia vị. Đúng rồi, nêm nếm gia vị được rồi chứ. Có ngủ mặn chưa? Anh mặn chằn. Anh mặn chằn. Nam là mặn chằn luôn. Anh mặn chát luôn á. Được kìa. Còn một chi tiết này nữa, Tiến muốn dài dòng một tí là ngay cái hôm đấy thì Linh đã đi ra một cái cánh đồng bên cạnh và ngắt một cái chùm hoa như thế kia kìa. Nhưng mà hoa ở ngoài mình gọi là hoa gì em? Thôi từ đấy nó hơi bị nhạy cảm anh. Không, cứ nói như thế nào. Hoa ấy lợn đấy. Cái hoa mà nó ở dọc hai bên trường D đấy. Hoa rất là đẹp nha. Rất là lợn đi. Linh bó một bó như thế này. Xong rồi chỉ cắm vào một cái chai mà chai La Vi cắt ngang. Ấy, xong rồi bày ở trên bàn, Tiến thấy là đấy là một cái bó hoa mà đến tận giờ phút này không bao giờ Tiến quên được, bởi vì Tiến nghĩ là đây phải là một cái tâm hồn đẹp lắm và một cái con người mà nó bình yên và nó văn chương như thế này là rất khó. Thì khi đến nhà Linh như thế là thêm một cái lần nữa khẳng định là cái người này có thể sẽ là cái người đi hành trình với mình một cái đoạn đường rất dài. Nhưng mà thực ra thì lại không phải vậy anh ạ, là lại tiếp tục đẩy em ra. Có một lần anh ấy trốn tránh em, không gặp em, thì em có đến tận nơi anh ấy làm việc để gặp nhưng mà không được. Em đợi hoài mà không được á, là em lại đi ra bờ hồ em lang thang để chờ xem là anh có đi chơi về nhà anh ấy không. Thế lúc đó thì em cứ ngồi đấy chờ hoài, chờ đến tận 9-10 giờ sáng gì ấy, cứ ngồi chờ cái chỗ của anh ấy, nhưng mà anh ấy trốn. Thế là em buồn quá, em lại đi lên xe buýt, em lại đi về. Nhưng mà cũng em cũng có một cái điều may mắn, đây là trong cái hôm mà em đi chờ anh ấy thì em có gặp một đứa em, và đứa em có nói là nếu như mà anh muốn cầu duyên cho anh mà cái duyên của anh mà nó thành công ấy thì anh đi theo em đưa anh đến cái chỗ tháp bút đấy, cái chỗ tháp bút chắc là anh tuân biết đâu. Thế là anh cầu là bây giờ là anh muốn cái tình yêu của anh nó như thế nào, anh cầu như thế thì nó sẽ được sự thật luôn. Thế là em đến em cầu thật. Cầu xong là về chờ hoài cũng không có. Cầu xong là về chờ hoài cũng không có. Sau đó thì em có viết một bức thư. Em lại nhờ cái đứa em đấy của em gửi thư cho anh Tiến. Trong thư em đã viết những gì mà làm cho anh Tiến phải thay đổi như thế? Em thực ra là bảo là viết thư là chính nhưng mà em viết thơ là nhiều. Một bài thơ rất là dài, Tiến chưa nhận được một cái bức thư nào nó chỉ là thơ như vậy. Thế thì Tiến nghĩ là đây là một cái tâm hồn mà Tiến phải nâng niu và phải đón nhận, có nghĩa là số phận sắp đặt. Thực ra là trước đó thì là Tiến cũng có cái ý định là Tiến và Linh sẽ không đến với nhau nữa, bởi vì là phải thực tế một điều là hai đứa đều rất nghèo. Linh là sinh viên năm 1, trước khi gặp Tiến là bạn đã phải đi trông xe, bạn đã phải đi cắm hoa để lấy tiền tự nuôi sống bản thân. Trong cái đó Tiến là lúc đấy là hai bàn tay trắng hoàn toàn. Bây giờ mà hai đứa đến với nhau không hiểu sống ở Hà Nội này lại sẽ sống như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là Tiến dạy piano nhưng mà Tiến có một cái khoảng thời gian rất dài Tiến không dạy, mà giống như là mình buông bỏ cuộc sống, mình đi bụi, mình đi chùa, mình đi khắp mọi nơi để mình cảm nhận những cái cuộc sống tâm linh. Gần như lúc đấy là Tiến có ý định buông bỏ mà. Yeah. Nhưng mà tại vì mẹ cứ 1-2 là bắt Tiến phải về Hà Nội. Thì lúc đấy là Tiến về Hà Nội trong một cái tâm thế là để cho mẹ vui lòng, chứ không phải là trong một cái tâm thế là mình xây dựng lại cuộc sống. Bởi vì trong đầu mình lúc nào mình cứ nghĩ là đời mình thế là đủ, và bây giờ mình sẽ cảm nhận cái cuộc sống về tâm linh, mình sẽ đào sâu cái nội tại, cái tâm linh của mình hơn là cái cuộc sống ở bên ngoài. Nhưng mà bé này đã cuốn mình đi phăng phăng bởi một cái bức thư đấy, và mình đã phải quay trở lại với cuộc đời bởi cái bức thư đấy. Ok, vậy thì từ cái thời điểm mà nhận được thư đó cho đến thời điểm khi nào thì mình mới bắt đầu dọn về ở chung?
Dạ, cũng một hai ngày sau. Dạ, cũng lâu quá. Nhưng mà em cái gì cũng rất là nhanh. Vì sao lúc đấy là Tiến cũng đi thuê nhà này, Linh thì cũng đang đi thuê nhà này. Sau khi Tiến bảo là vậy thì thôi em dọn về ở cùng với anh, đỡ tiền nhà, đỡ tiền ăn uống. Nhưng mà cái việc mà anh Tiến bảo em về ở chung á, thực ra là em cũng đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Tiến mấy tiếng đồng hồ đúng không? Dạ. Anh ấy cũng phải thuyết phục mãi thì em mới về. Lúc đó em cảm thấy là mình nghèo quá, mình ngại quá. Thì em rất là ngại là em có thể mang gánh nặng lại cho anh ấy. Và em mang lại gánh nặng cho anh ấy thật. Dạ. Ok rồi, bây giờ mình sẽ xoay về những khi mà mình về ở chung. Là ở chung tới thời điểm bây giờ luôn đó phải không? Dạ vâng. Những ngày đầu khi mà về ở chung thì nó có là những cái điều mà Linh lo lắng á, nó có dạ. trở thành hiện thực không? Đúng rồi. Dạ, thực ra thì những cái điều đấy lại không thành hiện thực. Nhưng là những điều khác. Những cái điều mà trở thành hiện thực thì nó lại là những cái điều rất là nhỏ nhặt ở trong cuộc sống. Em với cả anh Tiến là hai cái con người vô cùng độc lập, cho nên là bọn em để mà khớp vào được với nhau lại là một bài toán mà vô cùng khó. Có nghĩa là từ trước nên là Tiến là người miền biển mà Linh lại là người miền núi. Họ sống trong một cái vùng mà nó vô cùng là êm đềm, gần như không có ai to tiếng với nhau, gần như là họ tôn trọng nhau đến cái mức mà không bao giờ họ làm tổn thương nhau. Về quê là chỉ có những cái tiếng hỏi han, những cái tiếng cười đùa. Khi mà họ ngồi với đối diện với nhau như thế này thì họ rất là quan tâm đến đối phương, hỏi thăm về đối phương là người ta sẽ phải hỏi về những cái điều đẹp đẽ nhất. Cảm ơn trời, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn thiên nhiên, xong bắt đầu với cảm ơn đến nhau. Và chỉ hỏi những cái điều tốt đẹp thôi, không bao giờ soi mói như mình. Cho nên là họ được sống trong một cái môi trường mà gần như là không có cái sự xung đột. Nhưng mà Tiến thì khác nha, Tiến là dân miền biển, mọi người nói là dân miền biển là hay chém to kho mặn. Đúng, và đúng là Tiến là cái người chém to kho mặn thật. Sau đó nữa là trong gia đình Tiến thì nói chung là cũng khá là cũng là miền biển, cũng khá là đặc biệt một chút. Bởi vì là gia đình mình thì cũng bố mẹ thì cũng chia tay nhau từ bé. Anh chị em thì sinh ra là chỉ để làm phụ của nhau thôi, từ bé cho đến lớn luôn. Thế là Tiến cứ lớn lên trong một cái môi trường như thế mà mình không hiểu là tại sao cuộc sống nó lại buồn chán và nó lại khổ đến thế. Thế kiểu như thế thì tự nhiên trong lòng mình nó cũng có những cái cọc cặt. Trong khi bản thân mình lại là người rất là yêu nhạc, yêu văn chương, yêu những cái vẻ đẹp của cuộc sống. Thì mình cứ tự hỏi là vậy là hạnh phúc cuộc sống nó nằm ở đâu? Nhưng mà sâu trong cái sự lớn lên của Tiến là nó đã có những cái sự phản kháng lại cuộc sống. Có những cái chém to kho mặn, nó sẽ có những cái cọc cặt. Nó sẽ đôi khi nó có những cái bộc phát của cái sự thô lỗ mà Tiến không biết. Linh thì lại là một người vô cùng là kẹo ngọt. Ngày xưa nickname là Linh kẹo ngọt. Dạ. Vô cùng là kẹo ngọt của em là Linh. Lúc nào cũng chỉ thích vuốt ve thôi, lúc nào cũng chỉ thích rót mật vào tai. Tiến cũng phải là người như thế. Thế là hai đứa thì hai các cá tính đều khá là mạnh. Thế là cũng chát chát với nhau suốt. Em sẽ hỏi một chút xíu về câu chuyện Khmer. Đại khái là những cặp ở miền Nam thì khá là dễ dàng. Yeah. Và hôm nay chúng ta có chào đón một cặp từ miền Bắc, mà đặc biệt hơn chỗ Linh là ở người dân tộc Thái. Dạ, thì khi mà cái câu chuyện Khmer của bạn nó có quá khó khăn với gia đình bạn và dân tộc bạn hay không? Em thì em Khmer một cách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Thì em có rủ anh Tiến về nhà. Ừ. Thì mọi người cũng hỏi là ai đấy, thì em cũng bảo đây người yêu chồng của con. Em cũng nói kiểu như vừa vui vừa đùa mọi người như thế, bởi vì là quê em ấy là mọi người không có hiểu nhiều về cái câu chuyện này. Không phải nói. Thực ra thì mọi người cứ vui là chính thôi, quê em ai sống xa cũng được. Vui là chính. Oh. Từ bé đến lớn là Linh cũng giống một bạn gái hơn là một bạn trai. Đúng rồi. Thì điều đó nó cũng không thành vấn đề. Em nhớ là cái ngày mà em còn nhỏ ấy, nhà em là đẻ được 4 người con rồi, em là người thứ 5. Bố em là rất mong muốn em sẽ là con gái, không ngờ đẻ ra thì em lại là con trai. Và lúc đấy thì bố em rất là thất vọng. Bố em có nói với mẹ em là bà có mỗi cái việc đẻ thôi, để đẻ ra được con gái thôi mà bà cũng không biết đẻ. Nhưng mà sau khi mà em lớn lên thì em lại nhớ là mẹ em với lại chị gái em rất hay mặc cái váy Thái ấy, cho em đi học mẫu giáo thì mẹ em có mua cho em một cái đôi dép cao gót nó cũng cỡ kiểu như này sao, nhưng mà nó là nhựa thì đi nó cứ đẹp. Em cảm giác như đấy là một cái định mệnh của em. Dạ. Và người nhà cũng không có thắc mắc gì hết khi em nói đúng không? Dạ vâng, thì có thể là họ cũng mong muốn em trở thành một người đàn ông gì đó. Ừ. Nhưng mà cái việc mà mọi người chấp nhận em thấy nó rất là nhẹ nhàng. Lần đầu tiên ra mắt gia đình của Linh sẽ có rất là nhiều chuyện vui, em có thể kể lại cho mọi người biết không? Trời ơi thích lắm. Trời ơi em xin phép đi cái này để em xin phép em nói nhau. Em cảm giác là anh ấy bị choáng. Yeah. Bởi vì là mỗi lần mà em về quê nó giống như một cái sự kiện là mọi người ở trong cái khu làng nhà em là sẽ tập trung lại và xem em như
như thế nào. Bởi vì giống như kiểu là chào đón hoa hậu mà đi quốc tế về. Vâng, được kiểu như thế. Thì không nên ở những cái khu đó đâu. Thì có những đợt em về là nhà em phải mổ một con lợn to để mời tất cả mọi người đến ăn ấy. Và giống như là chào đón cái sự kiện mà em về làng thì anh ấy bị choáng là trời ơi, tại sao lại đông người đến thế, thì anh bị sợ. Đôi lúc nào về nhà Linh cũng đông hết. Anh là một người như thế này nhưng mà đôi khi anh phải co rúm người vào. Cái sốc văn hóa nhưng mà thực ra gọi là sốc thì nó cũng không hẳn, nhưng mà gọi là cái rất là thú vị. Tiến cũng đi nhiều nơi của cả nước lắm nhưng mà chưa đến một cái vùng nào mà nó lạ thế, vì họ có thể hát suốt ngày, ăn cơm thì mọi người uống rượu với nhau, xong là uống rượu, vừa uống rượu mà vừa hát. Hát có thể hát cả đêm luôn. Hát kiểu kéo mà. Ô, cả bố lẫn mẹ đến các anh các chị đến hàng xóm để hát thơ lắm em ạ. Không phải như ở đây mà vác cả cái loa ra. Mọi người ơi, em không biết có loa nha. Cứ một người bắt nhịp xong rồi tất cả mọi người cùng hát, hát hết từ bài nọ sang bài kia. Em thôi vừa phải phải. Thật ra mọi người thông cảm cho em, tại vì em bị gọi là cú sốc văn hóa mọi người. Em không nghĩ ở Việt Nam lại có một nơi không có loa kiểu kéo. Một cái điều nữa là khi về quê Linh thì mọi người hầu hết là đều nói bằng tiếng Thái. Và Linh nói chuyện với mọi người bây giờ cũng toàn bằng tiếng Thái thôi, chứ ít nói chuyện bằng tiếng Kinh á. Thế là tiến về đấy là nó hơi bị lạc lõng một tí, bởi vì là lâu lâu thì mình nghe được một vài từ tiếng Kinh thì mình biết là đang nói về cái gì thôi. Tuy nhiên là tiến không bận tâm đến cái việc đấy lắm, bởi vì mọi người rất là cười mở, rất là dễ chịu và rất là welcome. Chừng nào về quê nữa cho chị biết liền. Thật sự em rất là muốn khám phá những cái chỗ mới. Em cũng mời chị với tất cả mọi người có dịp thì về nhà em chơi một lần. Vui lắm. Em người dân tộc Thái, em nói vài từ tiếng Thái đi. Ơi đi xạo lắm. Có nghĩa là chị là một người rất là đẹp gái, dễ thương. Câu nói em như túi mát tâm hồn chị. Ủa còn Tuấn kìa. À ai đi bào, anh nghĩa là bạn lăng nhăng quá hả? Là bạn lăng nhăng quá hả? Dạ. Chuyện đó qua rồi. Giống như anh nói thì gia đình anh, cái sự không hòa thuận trong anh em đó, nó có làm khó dễ cho anh khi mà anh phải cơm áo với gia đình không? Với anh thì không có ai có thể làm khó được anh cả. Một khi mà anh đã muốn thì không ai có thể thay đổi được anh. Tuy nhiên là với anh thì cái người khó khăn nhất là mẹ. Yeah. Bởi vì thì anh thì không có bố. Cái thế hệ của mẹ là khác, mẹ anh thì cũng chưa không có đi đâu xa. Em tưởng tượng là một người phụ nữ mà miền Bắc sinh những cái năm mà 30-40 thì họ làm sao họ hiểu được những cái chuyện này. Anh tìm mọi cách để anh giải thích cho mẹ hiểu là anh là ai. Yeah. Và anh cũng muốn là ngay cả khi anh như thế nào thì mẹ vẫn phải yêu thương anh. Đúng. Bởi vì anh cứ nghĩ là nếu mà mình không giải thích cho mẹ ấy thì giống như mình là cái người phản bội ấy. Bởi vì là mình phải có lý do để giờ này mình vẫn không lấy vợ chứ. Hoặc là mình phải có lý do để giờ này mình cứ sống bên cạnh một cái cậu bé như thế này chứ. Anh đưa mẹ đi khắp nơi, anh cho mẹ tham gia các diễn đàn, xong rồi gặp gỡ những cái người bạn mà họ rất là thành đạt trong cái giới của mình, để anh cũng nói với họ là con cũng là một phần trong họ. Bọn em là cũng ra mắt từ những ngày đầu tiên luôn ấy. Có nghĩa là yêu nhau một cái là bọn em cũng come out và tất cả mọi thứ luôn. Cá tính trời. Bọn anh là dạng không sợ trời, không sợ đất kiểu kiểu vậy đó. Thật sự như thế này, Lộ không biết Lộ đã từng được quen một cái người nào đấy mà em cảm thấy là em hòa hợp tất cả mọi thứ về tâm hồn với người đấy chưa? Khi em quen được một người như thế rồi, em mới hiểu được cái sự tiến triển của Linh và anh Tiến. Dạ. Là cảm giác mà hai người có thể đỡ được cả bầu trời này á. Nên cái việc come out hay là cái việc sống chung, cái việc khó khăn, tất cả mọi thứ nó đều rất dễ dàng. Chỉ cần là hai tâm hồn này sát lại gần nhau thì mọi thứ giải quyết được hết. Đúng rồi, em thì chưa có may mắn được như thế. Phải may mắn lắm mới gặp được. Mà đúng là trong 11 năm bọn mình chưa từng rời nhá. Em nhớ là cái ngày đầu tiên mà khi mà em biết bản thân mình là một người đồng tính ấy, thì em thầm cầu nguyện ở trong lòng mình là con cũng chẳng mong ước gì hơn ngoài việc là mong ông trời hãy cho con một người đàn ông thật là yêu con. Dễ thương quá. Dạ. Thực sự là khi đến khi gặp Linh mình cũng biết tình yêu nó đẹp đến thế. Mình không theo đuổi danh vọng, mình cũng không theo đuổi sự thành công về mặt tiền bạc, mà mình chỉ theo đuổi là đi đến cùng của cái sự tuyệt đẹp của tình yêu. Trong tâm khảm lúc nào mình cũng muốn tìm được một cái người để chắp cánh cho mình như thế. Vậy thì đối với một người nghệ sĩ thì cái việc mà hai người đã tìm được nhau và hòa hợp nhau thì nó sẽ cho những thành công nhất định. Dạ. Chắc có lẽ mình sẽ dành một chút thời gian để mình nói về những cái thành công của mình được không, để khán giả biết về nhiều mình nhiều hơn một chút xíu. Dạ. Em cũng có tham gia một vài cuộc thi, cũng được đạt được một vài thành tích nho nhỏ. Cuộc thi Sao Mai tại Thanh Hóa thì em đạt giải 3. Cuộc thi Việt Nam Got Talent thì em vào bán kết. Cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca thì em vào top 4. Hình như đam mê của em là ăn xong rồi đi thi rồi hay sao? Nhưng mà hiện tại là mình hoạt động nghệ thuật chính ở ngoài Hà Nội đúng không? Một tháng trở lại đây thì em bắt đầu chuyển vào trong Sài Gòn ạ. Okay. Em sống ở đây luôn. Dạ, yeah, hai người chuyển vào Sài Gòn sống luôn. Dạ vâng. Ok. Mình ở chung với nhau suốt quá khoảng thời gian mà phải nói là mơ ước của trong những cuộc hôn nhân của cộng đồng LGBT thì sẽ có rất là nhiều sự xung đột,
À, nhiều tật xấu. Thì bây giờ tật xấu của đối phương đi. Thôi em kể trước đi. Anh Linh có tật xấu gì nữa? Dạ vâng, thì em xin kể anh trước nhá. Tật xấu của anh ngủ rất nhiều, ngủ quên ngày quên tháng. Anh ấy có thể ngủ từ buổi sáng đến buổi trưa và từ buổi trưa đến buổi tối và từ buổi tối hôm sau đến buổi sáng. Hôm sau thích nằm lì trong phòng để ngủ, mình thích ngủ lắm. Em ở trong nhà là em phải tự chơi một mình nhé. Cho nên là lý do là sao nhà mình rất là nhiều chó mèo, hai con chó và tận 5 con mèo là để những cái lúc mà mình ngủ thì Linh có con để chơi. Với em giờ nhà em có giờ cái con nhỏ đó vô không? Có. Rồi còn tật xấu gì nữa không cưng? Ngoài ngủ anh ấy như một con ngựa hoang, ví dụ như là anh ấy không theo một cái quy tắc hay quy luật gì của cuộc sống mà mình cũng không có thể nào mà thay đổi anh ấy được. Dạ. Yeah. Bắt buộc mình phải thay đổi và đi theo anh ấy thôi. Rồi còn anh Tiến, chỗ Linh có cái tật gì mà anh cảm giác? Ôi rồi ôi nhiều vô kể. Tại vì khi mà mới đầu đến với nhau thì mình biết là bạn này nó giống như một cái tờ giấy trắng, nó giống như con nít ấy. Nghĩ là làm được cái gì, trời ơi rửa mặt còn chưa sạch, mắt mũi còn chưa xong, mình nghĩ thế luôn. Thế nhưng mà quá đáng nghĩ là thì anh cứ cười tật xấu của em đi. Ví dụ như là bạn này, bạn ấy rất là cái gì bạn ấy cũng sợ, cái gì bạn ấy cũng chậm, bạn ấy rón rén, nói còn chậm, nghĩ cũng chậm, em làm cái gì cũng chậm. Mình thì cái gì cũng nhanh, mình đã xong rồi, nhưng mà nó còn chưa nghĩ đến cái việc đó. Thế nhưng mà mãi về sau khi sống với nhau thì mình chấp nhận là thế là có nghĩa là bạn ấy dạy mình sống chậm lại. Thực ra là Linh là người dạy mình rất rất nhiều thứ. Yeah. Bạn ấy tìm ra rất nhiều khuyết điểm của mình mà trước đây mình không biết. Và bạn ấy dạy mình là phải sống được làm sao cho nó, thứ nhất là nó chậm lại này, thứ hai là nó hòa hợp này, cái thứ ba là bạn ấy dạy mình không tham vọng. Em xin đính chính cái việc mà anh ấy nói em sợ ấy. Nói sợ thì cũng không đúng, không hẳn là đúng. Bởi vì là em muốn nhường nhịn mọi người thôi. Kiểu như là đi xe thì anh ấy cứ thích lao lên để mà đến cái lượt mình đi để mà đi, nhưng em bảo là anh cứ nhường cho họ đi trước đi, thì có làm sao đâu mà kiểu gì mình cũng đến được cái chỗ đấy mà. Thì anh bảo bạn nghĩ sao, anh ấy nói với em là em đi như thế ở cái thành phố này thì bao giờ em đến được nơi. Mà anh ấy thì hay nói to, mà mỗi lần anh ấy nói to xong thì em sẽ không nói gì nữa. Em lặng, em lại im luôn. Đúng. Thì anh lại cho là em đang giận. Rồi. Nhưng thật ra em im lặng kiểu dằn mặt chứ không phải hiền như không, em cũng không hiền đâu, em cũng không hiền đâu. Thật ra đó là em cũng không có dằn mặt gì hết trơn á, em chỉ im lặng thôi, người ba người ta tự biết người ta sẽ xin lỗi em. Rồi bây giờ mình mong muốn thay đổi đối phương điều gì nè? Em thì em cũng không mong muốn thay đổi bất cứ một cái gì, em chỉ mong muốn là anh hãy luôn luôn khỏe mạnh, hãy cứ là anh và hãy cứ sống tiếp cuộc đời còn lại cùng với em. Ồ, dễ thương quá à, cũng xỉu luôn á. Anh Tiến. Anh thì cũng thế, hai người để sống được cạnh nhau ấy là chấp nhận mọi tật xấu của nhau trước khi nhìn thấy cái tốt của nhau. Trong một cái quãng đường 11 năm như thế ấy, thì tất cả các cặp đôi họ đều phải có một cái điều gì đó để giữ cho cái tình cảm đó nó luôn sâu đậm như vậy. Yeah. Hay là chỉ đơn giản là hai anh đã đến với nhau và cảm giác mọi thứ quá tuyệt vời rồi và tận hưởng nó thôi. Hay là mình có những cái biện pháp nào đấy để có thể giữ được nhau. Em cũng không biết nữa cơ. Mỗi một ngày trôi qua thì em cứ thấy ngày nào cũng giống như ngày nào luôn. Tiến chăn trở nhiều hơn, bởi vì là mỗi một ngày tỉnh dậy Tiến phải chăn trở là làm sao để hai đứa có thể hòa hợp mãi, mà cái tình yêu nó sẽ cháy mãi, chứ không phải là nó là một cái sự chấp nhận buồn tẻ nữa. Mỗi một ngày nó phải là một cái ngày để mình sống để yêu nhau. Mà để được như thế thì lúc nào Tiến cũng phải nhìn vào Linh, phải nhìn vào Linh để biết là thực sự là Linh đang muốn gì ở mình, Linh đang muốn gì ở cái cuộc đời này, Linh đang muốn gì ở một cái người chồng ở bên cạnh, và Linh có đang hạnh phúc không, Linh có đang buồn không, làm thế nào để Linh cảm thấy có thể sống được như thế này mãi mãi. Lúc nào Tiến cũng tự hỏi cái câu hỏi đấy và tự tìm ra những cái câu trả lời đấy để Linh cứ thế mà đi trong cái vòng tròn đấy thôi. Ok, rất là dễ thương luôn. Nhưng mà bây giờ ha, mình đã chuyển vào Sài Gòn sống rồi. Yeah. Thì những cái dự án tương lai của mình là gì, mình có thể khoe với mọi người để có thể họ ủng hộ cho mình trong thời gian sắp tới? Dạ vâng ạ. Sắp tới mà sớm nhất thì có thể là những cái bài hát mà em viết, có thể là trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì em sẽ gửi đến toàn thể những quý vị khán giả mà vẫn đang luôn theo dõi cặp đôi của bọn em. Yeah. Em cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Tuấn đẹp trai. Cảm ơn quý vị khán giả đã nghe câu chuyện của Linh và anh Tiến. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Love Queen Dịp Yêu Mặc Cưới ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.